Đây, nghệ sĩ piano quốc tế, mời giới thiệu. Tôi là Tuấn Mạnh, nghệ sĩ piano, biểu diễn nhiều nơi trên thế giới và đạt nhiều giải thưởng. Bây giờ chúng ta sẽ mời Tuấn Mạnh ra biểu diễn, sau đó mình sẽ trò chuyện để biết những giải thưởng đó là giải thưởng gì. Xin mời Tuấn Mạnh. Cảm ơn những người biết ơn. Thưa quý vị, người bí ẩn của chúng ta, nghệ sĩ piano quốc tế Tuấn Mạnh. Bạn phải học bao nhiêu lâu rồi bạn mới có cái gọi là cái nội công này? Tuấn Mạnh được học đàn từ 5 năm tuổi và người thầy đầu tiên của Tuấn Mạnh là người cha của mình. Thì Tuấn Mạnh xuất thân từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, được học bổng toàn phần đi du học tại Illinois. Năm 2009 thì Mạnh được chọn là nghệ sĩ piano duy nhất của Đông Nam Á để biểu diễn cùng với dàn nhạc Đông Nam Á. Năm 2011 thì du học tại Mỹ, trình độ cao học. Và ở Mỹ thì Mạnh đạt giải danh dự cuộc thi concerto và Mạnh đạt giải nhất cuộc thi toàn bang Illinois. Sau đó Mạnh quay trở về Việt Nam thì Mạnh được bình chọn là một trong 30 người ảnh hưởng nhất của Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn. Mạnh ơi, hay quá. Có cách nào giờ Mạnh gửi mail cái đoạn này không? Chứ nhiều giải dữ vậy ta. Nhưng mà có bộ chưa? Đã từng có và bây giờ thì vẫn còn đang độc thân uy tín đó nè. Con nhỏ em đẹp lắm, BB Trần. Mạnh thấy sao? BB Trần thật ra là Tuấn Mạnh rất là thích những cái sản phẩm của BB. Mình nghĩ rằng đó là một cái sự đầu tư, nó có một cái tư duy chắc phải kiếp sau mới làm được như BB đó. Trời ơi, nói chuyện ngọt ngào dữ. Cảm ơn Mạnh, cảm ơn Mạnh. Thấy Mạnh nói chuyện chưa phát, người ta đi du học về ta nói chuyện thấy không? Thấy không? Dạ, kính thưa Mạnh. Kính thưa Mạnh. Mạnh ơi, chuyện không đi Mạnh, chuyện đi Mạnh, chuyện đi. Em đang hạ tông nhẹ nhàng. Ok, nói tiếp nè. Tuấn Mạnh thân mến, phát biết là Mạnh là một người có rất là nhiều giải thưởng ở lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là piano. Bây giờ thì thật sự là Phát đang rất là nóng lòng để được lắng nghe những cung bậc âm nhạc từ Mạnh. Xin mời. Bình thường đi Phát, thấy kỳ lắm. Thiệt đó, sang lên đúng không? Hôm nay Mạnh chơi bài gì? Em muốn chơi một khúc ngẫu hứng kết hợp giữa âm nhạc cổ điển và âm nhạc đương đại. Thank you.
giận rồi. Vẫn còn giận. Người bạn của chúng ta Tuấn Mạnh quá hay. Trời ơi, đúng, đi từ, đúng là từ cổ điển nào qua đương đại nè, nãy Beethoven xong rồi qua tới lạc trôi đi giảm ăn thì bạn biểu diễn và bạn thả cái hồn vô từng cái ngón tay ngón chân, từng cái nhịp nhón chân của bạn như là người múa ba lê á. Nói chung là bạn hoàn toàn sanh ra để gắn liền với cái đàn của bạn. Với lại ba cái bài mà bạn vừa đánh là nó không liên quan đến nhau, nhưng mà cái người hay là cái người có cái mối nối để từ bài này qua bài kia, cái mối nối nó đẹp. Những ngón tay múa trên phím đàn nó hay quá, nó đẹp quá. Cả một cơ thể bạn theo điệu nhạc luôn. Và hôm nay em thấy được là có dùng mông nữa. Có dùng mông đó anh. Này có những cái đoạn mà nhấn nó nhích lên cái như là nhích lên cái nữa. Rất là hay. Âm nhạc của người ta nó hay như vậy mà em đưa cái gì vô gì vậy? Vậy? Em muốn nói là lúc nãy thì bạn nói là bạn ngưỡng mộ những cái sản phẩm của BB. Còn đối với riêng BB thì BB rất là ngưỡng mộ tài năng của bạn. Đó. Nếu thời gian còn dài là kêu mạnh đời tới sáng luôn. Bây giờ là Trư Thế Vinh kết hợp với Tuấn Mạnh để cho chúng ta nghe những giai điệu trầm buồn sâu lắng. Ha, có luôn hả anh? Tình yêu như nắng, nắng vàng đêm vào sương, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá u rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hạt hiu tình tôi. Xem phim và show đỉnh I Love Vion